Xin kính chào quý vị khán giả và bà con ngư dân. Trong đêm nay và ngày mai, khu vực phía bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa thì gió vẫn đang duy trì hướng đông đến đông nam cấp 4 đến cấp 5 trở lại. Sóng biển thấp dưới 2 mét, tình trạng biển ổn định. Dự báo đến ngày 23 tháng 2, một đợt không khí lạnh từ phía bắc di chuyển xuống, nó sẽ làm rãnh áp thấp phía bắc yếu và tan đi, gió đổi hướng đông bắc cấp 4 đến cấp 5. Phía đông bắc của khu vực có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Còn tại khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa thì đang duy trì trường gió đông bắc yếu từ cấp 3 đến cấp 4. Từ ngày 23 tháng 2, khi có tác động của không khí lạnh, cường độ gió đông bắc cũng tăng lên mức cấp 4 đến cấp 5 và đạt mức cấp 5 vào ngày 24 tháng 2. Thời tiết cơ bản vẫn thuận lợi cho việc ra khơi bám biển, khai thác ngư trường của bà con ngư dân. Đến với thời tiết, trên các tuyến hải trình ra vào đảo, vào đêm nay và ngày mai, trên tuyến hải trình từ cảng Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ, gió đông nam phổ biến mức cấp 4 đến cấp 5. Sang ngày 23 tháng 2, khi có tác động của không khí lạnh, gió chuyển dần sang hướng đông bắc, cường độ chỉ ở mức cấp 4 đến cấp 5 trở lại. Tuy nhiên, mưa nhỏ xuất hiện sẽ làm cho tầm nhìn xa trên khu vực giảm thấp xuống từ 4 đến 10 km. Các tàu thuyền cần chú ý đề phòng. Với tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn, thì đêm nay đến hết ngày 23 tháng 2, cường độ gió đông nam chỉ ở mức từ cấp 3 đến cấp 4, sóng cao dưới 1,55 m. Thời tiết vẫn ổn định cho các hoạt động của tàu thuyền. Từ nay đến hết ngày 24 tháng 2, trên tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra khu vực huyện đảo Côn Đảo vẫn có được tình trạng thời tiết tốt, gió đông bắc ở mức cấp 3 đến cấp 4 và đạt đến mức cấp 5 vào chiều ngày 24 tháng 2. Do đó các hoạt động của tàu thuyền trên khu vực này cũng diễn ra thuận lợi. Gió yếu, còn lặng gió, sóng nhỏ, biển yên và không có mưa dông vẫn là xu hướng thời tiết chính trên tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc trong những ngày tới. Với tình trạng thời tiết ổn định như vậy, thì các hoạt động của tàu thuyền trên toàn bộ khu vực biển này cũng đều diễn ra thuận lợi. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển chiều nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!